Mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Cháy nhà trong hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, kịp thời cứu một trẻ nhỏ. Hệ thống giao thông tại Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng sau mưa lũ. Black Friday, chương trình giảm giá lớn nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Hai vợ chồng ở Hà Tĩnh tử vong với nhiều vết thương tại nhà riêng. Thú vị với tour du lịch trải nghiệm Đà Lạt muôn màu sắc hoa. Quảng bá phở trong lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Mở đầu chương trình là một thông tin về tình hình cháy nổ. Vào tối qua, một căn nhà trong hẻm đường Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ xảy ra cháy khiến nhiều người hoảng loạn, một bé trai bị điện giật được cứu thoát. Vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống trên đường Lý Chính Thắng phát hiện lửa và khói bốc lên tại một căn nhà nên nhanh chóng hô hoán và cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy cho nên ngọn lửa bùng phát mạnh. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một người lớn và một bé trai 10 tuổi. Khi đang cháy, bé trai bị điện giật và đã được người dân cứu thoát kịp thời. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra thống kê. Những ngày qua, người dân miền Trung hứng chịu đợt mưa rất lớn. Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông. Ngay sau sự cố, địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như giao thông được thông suốt. Tuyến đường liên xã từ thị trấn An Lão đi xã An Vinh bị sạt lở nặng nhất tại km 13. Địa điểm này đã xảy ra sạt lở ta luy dương với khoảng 1.000 mét khối đất đá tràn xuống chắn ngang đường. Đây là tuyến giao thông độc đạo vào trung tâm xã An Vinh. Dù sạt lở đã làm cho các phương tiện không thể lưu thông, khoảng hơn 540 hộ dân sinh sống ở xã An Vinh bị cô lập. Mưa lớn trên địa bàn huyện An Lão gây ngập sạt lở đất, các tuyến đường giao thông và các hộ dân cư. Ngoài vị trí ở xã An Vinh, thì tuyến đường từ xã An Hưng đi xã Hoài Sơn của thị xã Hoài Nhơn cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Các cái điểm sạt lở của huyện thì huyện đã lên danh sách và chúng tôi thường xuyên phân công và túc trực liên tục để đảm bảo nếu như tiếp tục thời tiết diễn biến phức tạp thì chúng tôi sẽ có cái phương án di dời, đặc biệt là tại các cái điểm nguy hiểm mà huyện chúng tôi đã lên cái kế hoạch để mà có cái giải pháp sớm nhất, cố gắng hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại về tài sản tính mạng của nhân dân. Tính đến cuối giờ chiều ngày hôm qua, mưa lớn tại huyện An Lão đã làm 14 điểm ngập nước với chiều dài khoảng 600 mét. Mưa lớn cũng làm 5 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất và 10 điểm ở các tuyến đường giao thông với gần 1.600 mét khối đất đá bị sạt lở. Còn tại Quảng Ngãi, đợt mưa lớn khiến lũ các sông lên nhanh và đỉnh lũ cao nhất so với các đợt lũ từ đầu mùa đến nay. Mưa lớn dồn dập khiến cho nhiều tuyến giao thông trên địa bàn vùng núi của tỉnh này thiệt hại nặng nề. Vì vậy, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về người và tài sản là nhiệm vụ cấp thiết đang được địa phương triển khai. Mưa lớn dồn dập những ngày vừa qua khiến tình trạng sạt lở trên sông Dệ, đoạn qua huyện Nghĩa Hành diễn biến phức tạp. Trên tuyến tỉnh lộ 624B ở km 19+800 bị xói lở khu vực ta luy âm và tiếp tục lấn sâu vào bên trong tuyến đường. Địa phương đã cử lực lượng túc trực cấm đường, tổ chức lại giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Sau khi mà phát hiện cái đoạn đường nó bị sạt lở thì ở địa phương chỉ độ là để biển báo là đoạn đường nước sau chảy xiết á, không cho người qua lại thì tránh đi đường khác chứ đường này nó sạt lở là mình cứ đổ bổ lên tầng tự ở đây mình không cho qua đâu. Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường liên huyện đi các xã vùng cao của tỉnh bị hư hỏng nặng. Cùng với việc cử lực lượng chốt chặn, địa phương đang lên phương án khắc phục trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông. Về lâu dài sẽ có giải pháp kè gia cố chống sạt lở trên diện rộng. Không chỉ có những tuyến đường, nhiều ngầm tràn và kè gian sông Trà Câu
cũng bị xói lở, ảnh hưởng đến việc đi lại và uy hiếp hàng trăm hộ dân ở phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ. Nếu mưa lũ còn tiếp diễn, người dân sống ven sông sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương gấp rút khắc phục thiệt hại hệ thống giao thông, ưu tiên các tuyến đường huyết mạch ở miền núi, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ từ đồng bằng lên Tây Nguyên. Tổ chức lực lượng canh trực, bố trí người và thiết bị tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi giao thông bị chia cắt, cô lập. Những ngày vừa qua, ngư dân Khánh Hòa bắt đầu vào mùa đánh bắt cá bánh lái. Ở đây là loại cá còn lạ đối với nhiều người, thịt cá rất ngon và ngọt, có giá trị kinh tế cao. Ghi nhận tại cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang những ngày này, nhiều tàu đánh bắt cá của ngư dân Khánh Hòa liên tục trở về cảng với đầy ắp cá bánh lái. Cá bánh lái có nhiều tại vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Cá có phần thân dẹp nhưng ít xương, thịt nhiều, thịt cá có màu trắng và vị ngọt tự nhiên, có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon, nhất là phơi khô. Do là loại cá rất được thị trường ưa chuộng nên sản lượng đánh bắt được bao nhiêu đều được các thương lái thu mua hết. Với giá bán khoảng 100.000 đồng mỗi ký ngay tại cảng, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Nhờ hương vị thơm ngon mà khô cá lóc ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ từ lâu được người tiêu dùng ưa chuộng, tạo ra thu nhập ổn định cho người dân làng nghề làm khô. Thời điểm này, các hộ dân và cơ sở sản xuất khô ở quận Bình Thủy đang tất bật sản xuất để kịp cung ứng cho thị trường Tết Ất Tỵ món đặc sản này. Những ngày này, cơ sở khô cá lóc của chị Đoàn Kim Hòa ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đang tất bật sơ chế phơi khô để đáp ứng các đơn đặt hàng cho dịp Tết sắp tới. Chị Hòa cho biết sản lượng khô tiêu thụ ngày Tết tăng cao so với ngày thường từ 60 đến 70%. Nên cơ sở của chị phải làm việc liên tục để có đủ sản lượng giao cho khách. Cứ 3 ký cá nguyên liệu sẽ cho ra 1 ký khô thương phẩm phơi 3 nắng. Ngày bình thường, cơ sở chị Hòa sản xuất khoảng 200 đến 300 ký cá. Vào dịp Tết thì có ngày lên đến 1 tấn cá. Năm ngoái từ mười mấy tới hai mấy là ngày chị giao 3-40 ký, có khi 4-50 ký khô, có khi 6-70 ký. Chị bán khách du lịch cũng có, mà khách địa phương cũng có, mà khách sĩ ngoài cũng có. Khách đặt cho gửi quà biếu của công ty, mấy công ty xí nghiệp rồi đó. Khô cá lóc ở đây được người tiêu dùng đánh giá thơm ngon bởi có cách ướp riêng để khô thấm đều gia vị, nhưng không bị mặn và giữ được độ ngọt thịt từ cá. Thường xuyên mua khô ở đây á. Đặc trưng đây là khô ở đây nó tươi, nó không có bị hôi á. Nó vừa ăn, nó không có mặn, vừa ăn. Hiện giá khô cá lóc ở đây dao động từ 160 đến 180 ngàn đồng một ký. Nhờ sự ủng hộ của khách hàng gần xa mà người dân làng nghề có thu nhập ổn định, đặc biệt là vào dịp Tết. Còn với những ai ưa thích mua sắm thì đã không còn xa lạ với sự kiện Black Friday, ngày mua sắm giảm giá lớn nhất trong năm. Vào dịp này thì người dân tập trung đến các trung tâm thương mại để săn hàng giảm giá. Mặc dù ngày chính thức diễn ra sự kiện là 29 tháng 11 tới, nhưng mà các nhà bán hàng đã sớm áp dụng các chương trình giảm giá lớn nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Tranh thủ khi các nhãn hàng giảm giá dịp Black Friday, chị Thùy Linh vào trung tâm thương mại để mua sắm. Chị Linh cũng như nhiều người tiêu dùng khác khá hài lòng với các mức giảm giá từ 30 đến 50%, thậm chí là 70%. Mình thấy không khí rất là nhộn nhịp. Và các gian hàng thì sản phẩm mẫu mã rất phong phú, giá cả thì rất phù hợp với cả nhu cầu của những người mua. Mình thấy thì tập trung chủ yếu vào những cái mặt hàng thời trang. Đang có chương trình sale rất là sâu ngày Black Friday ấy. Thì là em đang tìm kiếm một đôi giày và em đang thấy là giày ở đây sale rất là sâu, tầm 30% đến 40% em đã cảm thấy hài lòng rồi. Black Friday được xem là ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm, rơi vào ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 11. Năm nay, Black Friday rơi vào ngày 29 tháng 11. Đây được xem là dịp để các thương hiệu doanh nghiệp đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút người tiêu dùng mua sắm. Ghi nhận tại các cửa hàng trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội, hầu hết các mặt hàng đều giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Black Friday tại Hà Nội và một số thành phố lớn không còn là sự kiện xa lạ với người tiêu dùng. Nhất là khi xu hướng mua sắm online ngày càng phát triển, thì hoạt động này không chỉ áp dụng trong một ngày nhất định mà còn kéo dài đến cả tháng.
Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Hai vợ chồng ở Hà Tĩnh tử vong với nhiều vết thương tại nhà riêng. Thú vị với tour du lịch trải nghiệm Đà Lạt muôn màu sắc hoa. Quảng bá phở trong lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Người dân ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng. Công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân. Nạn nhân là ông NDH, 62 tuổi, và vợ là NTT, 56 tuổi, cùng trú tại thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc. Mới đây, hàng xóm phát hiện vợ chồng ông H tử vong tại nhà riêng. Người chồng tử vong trên giường, trên người có một số vết thương, còn người vợ tử vong ở khu vực giếng nước. Vợ chồng ông H có 4 người con, đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Ông H hay uống rượu, còn bà T thời gian gần đây có dấu hiệu trầm cảm, vừa đi điều trị từ bệnh viện về. Sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bị cáo Mai Văn Hà, 56 tuổi, ngụ xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã dùng dao chém chết vợ của mình vì bán trâu mà không hỏi ý kiến. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo này mức án 16 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 11 tháng 6 năm 2024, Hà đi nhậu về thì biết vợ là bà TTH, 51 tuổi, đã bán con trâu của gia đình mà không bàn bạc, hỏi ý kiến, nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Hà lấy dao chém bà H. Sau khi gây án, Hà báo sự việc cho con trai biết rồi đi vào trong rừng để lẩn trốn. Người con trai đã đưa bà H đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau đó, Hà đến công an đầu thú. Chương trình tiếp tục với thông tin cảnh giác. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì xuất hiện nhiều đối tượng liên tục gửi những lời chào mời mở thẻ tín dụng qua app. Các đối tượng dẫn dụ người dân tải về điện thoại các app gần giống với các app của ngân hàng để mở thẻ tín dụng. Sau đó yêu cầu người dân nộp tiền vào thẻ để chứng minh năng lực tài chính. Và khi nạn nhân nạp tiền thì sẽ lập tức bị chiếm đoạt. Lời cảnh báo ngay sau đây sẽ cho thấy rõ hơn về mức độ tinh vi của thủ đoạn này. Đang có nhu cầu mở thẻ tín dụng thông qua một bài chào mời trên mạng, người đàn ông này bị dẫn dụ tải về điện thoại app tương tự như app của ngân hàng và rơi vào bẫy lừa tình vì. Sau đây tôi nạp tài khoản vô 10 triệu, tự nhiên cái tài khoản tôi đã bị mất hết trơn, tôi không ngờ, xong tôi điện thoại lên hỏi họ, họ không bắt máy, xong khi đó tôi biết tôi đã bị lừa. Tương tự, người phụ nữ này cũng mất hàng chục triệu đồng khi mở thẻ tín dụng qua app được chào mời trên mạng. Thì mình thấy trên mạng nó có giới thiệu là mở tài khoản tín dụng là không cần điều kiện gì hết. Nên mình mới đăng ký. Mới nói với mình là trước tiên là muốn mở tài khoản thì mình phải nạp vào 30 triệu để chứng minh là tài chính. Mình nói là gia đình thì nó kẹt cũng không có đủ để 30 triệu. Thì nó nói là mình nộp trước 10 triệu đi. Thì mình nói giờ không có 10 triệu, chỉ có 8 triệu thôi à. Nó nói 8 triệu cũng được. Nó cũng đồng ý. Rồi nó gửi link cho mình. Nó cũng có cái app giống như là app của ngân hàng vậy, thì mình tưởng đâu thiệt. Cái mình nộp vào. Nhập vào thì không có liên lạc được với nó luôn, rồi nó chặn cuộc gọi của mình luôn, rồi làm như mình, rồi cái mình bị nó lừa, mình đâu biết là bị nó lừa đâu, nên nó lừa mình, rồi mình giờ cũng không biết là lấy lại từ đâu, rồi cũng không biết nó là ai luôn. Thủ đoạn chung của các đối tượng là dùng mọi cách thuyết phục người dùng tải ứng dụng ngân hàng giả mạo và chuyển tiền để chứng minh tài chính cho việc mở thẻ. Người dùng đồng ý, còn những mắc bẫy, các đối tượng lừa đảo có thể kiểm soát rút tiền của nạn nhân từ xa, từ đó đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng. Khi mà chúng ta được những cái nhân viên tư vấn không chính thống của ngân hàng, hay nói cách khác là những đối tượng lừa đảo đó, người ta yêu cầu mình là mở cái thẻ trên trực tiếp cái app của ngân hàng luôn.
Rồi sau đó sẽ hướng dẫn mình là nộp tiền vào trong cái thẻ ATM, tức là cái thẻ mà chúng ta có thể rút tiền sử dụng đó. Rồi họ sẽ yêu cầu các cái thông tin cần thiết và thậm chí là yêu cầu đọc luôn cái mã OTP. Nhưng mà lúc đó người dân họ không biết rằng là cái mã OTP này là dùng để rút tiền trên cái tài khoản ATM, mà họ chỉ nghĩ rằng là cái mã OTP này là giúp để mà kích hoạt cái thẻ tín dụng, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ bị lộ thông tin. Vì cái phía bên mà người ta tạo ra cái app giả mạo đó, người ta đã nắm được hết tất cả các thông tin mà mình tải lên đó. Họ sẽ lừa để họ chiếm đoạt cái số tiền trong tài khoản của mình. Thì mình nên hiểu rõ rằng là hiện nay chứng minh thu nhập của ngân hàng nó không có sử dụng một cái số tiền tại một thời điểm để xác định là mình có tài chính, có khả năng trả nợ hay không, mà người ta sẽ căn cứ trên thứ nhất là cái nếu mà mình đi làm thì mình sẽ có hợp đồng lao động còn thời hạn. Mình sẽ có bảng lương, mình sẽ sao kê bảng lương qua ngân hàng hoặc là sao kê biến động số dư tài khoản. Chứ họ không có yêu cầu là phải nộp tiền vào trong tài khoản ATM để chứng minh thu nhập. Chỉ có ngân hàng mới làm được cái vấn đề về mở thẻ qua app thôi. Thứ nhất là người ta phải xác định được nó là cái người mà đi mở tài khoản để đăng ký cái tài khoản đó. Rồi mình phải có những cái chữ ký, rồi mình phải có những cái giao dịch với bên phía của ngân hàng. Thì lúc đó nó mới tạo sự an toàn, bởi vì các thông tin mật và bảo vệ cái cá nhân của mình đó, thường mình đăng ký như vậy thì nó mới đủ, nó không có gây ra được những vấn đề có thể là mình mất thông tin hoặc là mình cung cấp số tài khoản của mình cho một cái đơn vị khác để có thể ảnh hưởng tới là mình những cái rủi ro của mình. Ngoài ra, để tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn trên, người dân cần hết sức cảnh giác, không cung cấp thông tin về các dịch vụ ngân hàng như tài khoản đăng nhập, mật khẩu, OTP cho bất kỳ ai. Không truy cập các đường link liên kết trong tin nhắn hay email lạ hoặc không rõ nguồn gốc. Không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của các đối tượng lạ khi nhận được điện thoại tin nhắn có nội dung liên quan đến giao dịch ngân hàng. Nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã lên kế hoạch tổ chức chương trình tour du lịch trải nghiệm Đà Lạt muôn màu sắc hoa. Mục tiêu của chương trình là tạo cơ hội cho du khách tham quan các trang trại hoa, thưởng lãm vẻ đẹp của các loài hoa rực rỡ và tìm hiểu quy trình sản xuất tại các vườn hoa. Chương trình không chỉ giúp tăng cường quảng bá lịch sử, văn hóa và con người của các làng hoa truyền thống Đà Lạt, mà còn khuyến khích các doanh nghiệp và hộ gia đình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch. Đây là một nỗ lực nhằm phát huy giá trị văn hóa và truyền thống của nghề trồng hoa ở địa phương. Để thực hiện chương trình này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với nhiều đơn vị, trong đó có Hiệp hội Hoa Đà Lạt cùng nhiều trang trại địa phương có tiếng. Chương trình dự kiến kéo dài từ ngày 23 tháng 12 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2025, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều loài hoa đặc sắc. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để du khách trải nghiệm vẻ đẹp của Đà Lạt và hiểu thêm về nghề trồng hoa nơi đây. Di sản văn hóa phi vật thể phở Hà Nội sẽ được quảng bá giới thiệu tại Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024 diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tại Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội. Không gian lễ hội quy tụ hơn 80 gian hàng, hoạt động liên tục từ 9 giờ đến 22 giờ mỗi ngày để phục vụ khách tham quan. Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024 có nhiều điểm mới, đặc biệt khách mời có cơ hội trải nghiệm các món phở truyền thống đặc trưng của Hà Nội và phở số do robot thông minh chế biến từ công đoạn nấu nước dùng đến phục vụ trên bàn ăn. Ngoài phở, các di sản ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội như bánh tôm Hồ Tây, bún Phú Đô, giò chả Ước Lễ, cốm Làng Chòng, cốm Mễ Trì, xôi chè Phú Thượng, bánh chưng Tranh Khúc, nem phùng, bánh dày Quán Gánh, bánh tẻ Phú Nhi cũng được mang đến lễ hội. Du khách sẽ được giao lưu, trao đổi với nghệ nhân, tham gia trải nghiệm thực hành quy trình công đoạn tạo nên món ăn truyền thống đặc sắc của Hà Nội. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.